Oh, do you friends? Are we ready to order? Oh, you know what? We haven't even looked yet. Well, when you do, just let me know. I'll be right over there on the edge of my seat. Có khi nào xem Friends mà bạn không hiểu tại sao họ cười? Ủa, tại sao việc ngồi trên mép ghế lại buồn cười đến thế nhỉ? Hay là do mình không hiểu văn hóa bên Mỹ ta? Hãy thử xem bản dịch của AI Explain nhé. Mình sẽ bôi đen câu văn bằng cách nhấn phím Alt với máy tính Windows hoặc phím Option cho hệ điều hành Mac. Click từng từ trong câu văn, sau đó nhấp vào biểu tượng eJoy và chọn AI Explain. Very excited or anxious, eagerly waiting for something to happen. Rất phấn khích hoặc lo lắng, háo hức chờ đợi điều gì đó xảy ra. Wow. Vậy bạn có thể hiểu nghĩa câu này được diễn đạt theo nghĩa là khái. Tôi sẽ ngồi ngay kia, háo hức chờ đợi bạn gọi món. Giờ thì hãy tải tiện ích eJoy về Chrome, bật phụ đề và sử dụng AI Explain để được cắt nghĩa cả câu văn khó hiểu một cách chính xác nhất nha.